Thu Trung, Nhung Trần cùng các bạn khác. Nay mình nhà mình đang có cán bộ dạy hóa trị liệu để cho chồng mình tới này sẽ học. Mình đi như thế này á. Ừ. Đây. Với cái cồn 90 á thì mình phải đi nhiều cồn hơn một tí. Đây. Bắt đầu mình đi con rồng nhé. Ừ. Đi con rồng. Mình là mình chỉ ở đoạn trên này chứ không làm đoạn dưới đâu phải không? Đây là đoạn hỏa trị liệu lưng. À, hóa. Bắt đầu mình nhân, phải nhiều nhân dài hơn. Ừ. Đây, điểm huyệt như thế này. Vừa đi xong thì đeo khăn cổ tay, cái đoạn này nó không để cho nó khí vào. Đấy. Và mình đến nhập sinh trong người mình là đúng 15 ngày. Ừ. 15 giây. Và phủ xuống. Và mình bỏ nhẹ nhàng một khăn. Ừ. Và mình ấn như thế này. Vì sao hơi nó bốc ra nhiều hơn? Để nó đào thải cả cái chất độc tố trong cơ thể con người mình ra. Ừ. Bắt đầu. Bây giờ lấy cái khăn từ bên này. Mình như thế này không để bị bỏng. Một là tắc quá thì mình sẽ rút khăn lại và tiếp tục mình lại đi. Ừ. Các bạn ơi, bây giờ là đang làm hóa trị liệu cho thí nghiệm chồng mình. Đi đủ hai vòng chị nhé. Ờ. Đi hình con rồng. Thế sao đi hình con rồng này? Ừ. Thì nó đào thải các cái chất độc tố trong cơ thể con người mình ra. Hoa cương đang nằm ở đây nha các bạn nha. Cho mình đánh dấu nhân như thế này. Ừ. Đây, đánh từ trên xuống. Ừ. Đấy, lần thứ hai nó sẽ làm mạnh hơn, bởi vì sao? Lần một nó bị tắc bởi vì cái độc tố khí hàn mạnh á. Nó quá lớn. Bao nhiêu giây? 15 giây. 15 giây. Thì mình bỏ khăn xuống, nhẹ nhàng một tí. Đây. Và mình ấn thật mạnh vào. Ấn huyệt hẳn vào người à? Ấn để mình nhập tất cái lượng. À. Ừ. Sau đó bắt đầu. Mình khăn một mình bỏ một lần. Cũng bỏng. Chờ một tí nhé. Có một chỗ bỏng lên nhé. Đến thứ hai đúng 7 giây nhé. Ừ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nhớ những bậc khách kia nóng quá thì bắt đầu mình đưa cái khăn này đủ cả 4 khăn luôn. Ừ. Đủ lên cho khách hàng. Nếu mà nóng quá. Ừ, kia cái này đâu. Khách đang hỏi và có bị phỏng không kìa. Cái này thì không bao giờ phỏng. Cứ yên tâm đi. Không phải đâu. Chị chào các em nhé. Chị đang tập trung để học. Đây là chữa bệnh đấy các bạn ạ, để hóa trị liệu. Nhìn sợ nhỉ, không sợ đâu em ạ. Không sợ đâu. Nhiều người thì họ nói bảo là bỏng hoặc sao đó, nhưng mà nó không sao cả. À, nó chỉ ấm ấm thôi. Mình đối khi nào thì thôi thôi. Anh cơ
mồ hôi chưa? Chưa. Chưa đúng không? Mình phải hỏi khách hàng xem là có mồ hôi chưa. Có bỏng hả anh à? Không. Thế á? Hay nhỉ? Bao giờ vết thương của chị lành chị làm được nhỉ? Vâng. Cái này chữa được nhiều bệnh không? Chữa tất cả các bệnh chị nhé. À, chữa các những bệnh người, à? Những người bị thoái hóa cột sống này, viêm đa khứ hình, tỉnh nội tỉnh ngoài, viêm xoang. À, thế à? Thấy nhiệt ra nhiều không? Nhiều. Đều nhiệt đúng không? Bởi vì sao nó đeo nhiệt thì nó sẽ cạn mồ hôi, nó đau phải nó sẽ tổn thương nhiều hơn. Lưng hơi nóng. Cái lưng là hơi nóng. Lưng hơi nóng thôi, chỉ cái tay đi. Hơi nóng thì chưa sao. Nhưng khi mà khách chưa hơi nóng thì mình có thể cầm cả bốn cái khăn này này. Ừ. Mình rủ lên cho khách hàng dễ chịu hơn. À. Nhưng mà mình đeo cái phần găng tay, ngày mai em mua găng tay nữa. Găng tay y tế chỉ có mà. À. Ồ, hay nhỉ? Chị đeo tay đi, để em làm cho. Đây, chị thấy không? Thấy. Ôi, đây làm nhiều lần này làm sao nhớ được nhỉ? Làm được mấy lần không? Mình chỉ đi 3 lần thôi. À, đi 3 lần. Ừ, mình học từ từ mình phải nhớ. Có những người họ không hiểu biết á. Ừ. Thế họ học đấy là họ nhớ được thôi. Chỉ biết ông em học vẹt mà. Ừ. Em còn làm được. Toàn chưa anh Cương ơi? Ra một tí. Mới ra tí mồ hôi á. Thế mình để cái khăn như thế này. Ừ. Thì nó sẽ không... Thì đến lúc mình cầm nó dễ. Ừ. Hết rồi, hết cùng. Đây, còn. Vì sao mình làm như thế này? Con gắn nó đưa đến lâu nhỉ? Tiếp tục nha, mình thu khăn nhá. Như từng ngày này thì mình phải cho 4 lần cô. Ừ. Bởi vì sao? Thứ nhất là... ra nhiều chưa? Mới ra dần. Mạnh như thế này cho nhiệt ra nhé. Ừ. Nóng không? Không. Không sợ đâu em ạ. Chị sờ vào có sao đâu. Vấn đề gì? Mình ấn mạnh như thế này là nhiệt ra, thấy không? Ừ. Nhiệt ra nhiều. Nhớ bạn, anh cho một kia nóng quá thì mình lại đưa cái khăn. Có nhiều người họ nóng hoặc toát
thu hồi luôn. Nếu như người nào bị tỉ nội tỉ ngoài thì điều thỏa liệu này để nữa nhé. Điều trị cho họ trong vòng 15 ngày. Có những người họ bị chảy máu ạ. Thì vô thể lấy vào không ấy, nó cầm máu lại luôn. Họ hỏi bảo là chị liệu thế có làm cho người gầy đi không? Cái đấy là phương pháp nó giảm béo là có kem tăng mà bụng. Cái đấy thì bảo họ phải hỏi chị liệu. Đây làm như thế này nó cũng là vừa là chữa bệnh mà cũng giảm béo được em ạ. Giảm béo lại phải có cái gì nhỉ? Có kem tan mỡ bụng đấy. Có kem tan mỡ bụng. À, cái này nó không hại. Xong rồi em? Rồi, xong rồi. Nằm yên đấy nhá, chưa được xin ở đâu nhé. Không khéo ở phòng nhớ, nhưng không phòng được đâu. Đây bác sĩ làm này, đang nhìn, đang học đây này. Mà ít nó vô nha. Thì nhá. Trước khi nở xong thì mình bắt đầu nấu cho hết đấy. Mồ hôi ướt đi được tóc này. Thở được không đấy? Chào mẹ. Ngủ rồi, chết rồi. Thở được không? Dễ chịu quá, sắp ngủ say. Ôi, dễ chịu quá, sắp ngủ say rồi. Đây là cái gì hả em? Đây là tinh dầu 64 vị thuộc quý. Những người bị sức khớp thì hầu như họ dùng cái tinh dầu này nó tốt. Hỏa liệu là 90%, còn 10% kèm là để thuộc sản phẩm của tổng công ty. Đây là đang là tinh dầu chữa được 64 64 vị thuốc, tức là trong cái tinh dầu này có 64 vị thuốc chữa được tất cả các bệnh của Đông Y. Sướng thì mình cũng thích làm nhưng mà chưa được làm. Vì sao khi mình nghĩ như thế này thì mình thẩm chất mua cho khách hàng. Chị vào lại cho em thêm một cái khăn này đi. Chạy vào lấy khăn.
45 phút nhé. Nhớ đang dặn khách hàng là đúng 45 phút nhé. Mình che như thế này cho khách hàng nó dễ chịu và đầy ngủ này. Ừ. Như thế này. Để cho khách hàng nó dễ chịu. Chứ mình chỉ làm lưng cái đằng trên này mình không đốt đâu gì. Đằng trên đấy là 3 lần lưng, sau đó mới đốt bụng toàn phần. À. Đấy là khách hàng ngược đầu. Đấy. Tức là đợt đầu là lưng là 3 lần. Đúng rồi. Sau rồi mới bắt đầu làm đến bụng. Thế chân là có làm không em sau này? Yeah. Sau này có làm chân không? Sau có chân tay đầy đủ hết. À, làm chân tay đầy đủ hết. Chân tay đầy đủ, đây là thẩm, làm đẹp cho sắc mặt của mình luôn. À, ừ. Đây cũng là dạng thẩm mỹ đấy hả? Dạng thẩm mỹ đấy. Nhưng cái này là... Ví dụ mà dễ chịu không cháu ơi? Khách hàng mà làm không có nhiều ạ. Thì dễ chịu không? Thì thẩm mình lấy khăn mình thẩm cho khách hàng từ cái mặt này. Cho nó dễ chịu mồ hôi. À. Đấy, xong. Sướng. Ôi sướng. Sờ tay vợ sờ sướng. Ôi trời. Lại còn thế thôi. Đây là một tín hiệu gì nhá? Tức là tay vợ sờ sướng chứ không phải là làm thế này sướng. Làm thế này cũng sướng đi. Ôi rồi. Tín hiệu này, tín hiệu này nó có một cái tín hiệu này có 64 vị thuộc quý. À. Dạ. Về không? Có cà phê. Ừ. Đang chị hóa trị liệu cho chồng. Vào đi. Có mấy anh em? 4 anh em. À 4 thì ngồi đây luôn đi, để nhìn luôn đi. Ngồi đây để chị pha nước luôn. Đang trị liệu cho chồng à? Đang trị liệu. Không. Không làm sao cả. Tức là bây giờ là đang học để sau này là đào tạo cho chồng làm cái nghề này. Truyền nghề để sau này chồng làm thêm này, vợ thì spa kiểu khác, còn chồng thì sẽ lại cái này cũng dạng là spa chữa bệnh. Vào đi em ơi, vào vào đây. Có vào đây ngồi đi. Ở đây đây. Mọi người ở nhá, nhìn nhá. Chồng của chị Sao Mai đang hỏa trị liệu nhá. Chị ạ, cái này là trong vòng 45 phút đã mình cho khách đứng dậy. Và nhớ bảo với khách hàng là sau 2 tiếng thì mới bắt đầu mình mới tháo cái túi bóng phía sau.